Đây là chiếc xe Altis 2017. Đấy, size gạt mưa của nó là bao nhiêu nhỉ? 1426. 1426. Bên lái là 26 và bên phụ là 14. Thì cần gạt của những chiếc xe Toyota này thì thường sử dụng những cái loại gạt truyền thống. Đó là loại Haler Special, tức là gạt xương sắt. Được, quý vị cũng thể sử dụng gạt xương mềm, nhưng mà về nguyên bản của những chiếc xe này thì nó là gạt xương sắt như thế này. Thì lưỡi gạt nó cũng tương tự như lưỡi của xương mềm, lưỡi cao su. Và hiệu năng hoạt động của cái loại Haler Special này cho những dòng xe Nhật này là đạt hiệu quả tốt nhất và chi phí thấp nhất. Hàng online ngay trên web hainer.vn và tự lắp, hoàn toàn có thể tự lắp được.